sepulcru legat, umira la călăncear. Vam bine ta până cu pompăi la vina, lincana rangang, pim gom hom nui bursa, rangang nu na, pim gyal mă băi sam tro. Nu vina, nu vina, lăn nhà vang cha lê đê ca nhiê. Sơn alum cô chị giang gặp nhiều người phụ nữ gặp khách điên gặp đồng nghiệp mượn sang đúng sầm lôi đem đặc nhiều đồng bằng ala char thái lan đúng nào ta ba đồng lần là Sơn gặp nhiều phụ nữ sinh ngạ rệp bu nục na cộng sản Việt Nam sinh ngạ như bao che phùng perat phùng perai phùng ngạn chặt bay cơ nặng đi cả trang rầy phùng anh nặng buồn sang anh nặng giang buồn rầy Sơn lấy bố Sơn hồi này rệp bu sẽ gì ở Ipoy ban buôn chuối xã Băng Ranh huyện Krông Na tỉnh Đắk Lắk sân màu xe xì na thì dân hồng thảo và nghìn duyên lịch sống thể thao sân địa bịa ta núc na duyên clean màu tùy đoạ ô anh ân nhược địa bao che sẽ sân sân địa lay pom na này anh ân dính phùng bài phùng perat perai cờ duyên na rèm sân sân địa để thao núc na duyên clean Việt Nam nhược dong sẽ xì phùng sân nhu rong anh nên dìm mừng ra lúc nào dân tin Việt Nam sẽ sân sân tân này cầu chẳng ra không lấy dân sẽ sân này như lại sân chính quyền Việt Nam dung dưỡng cho tội phạm nguy hiểm ý bởi á như rôm chỉ hùng nặng hùng nhùm tâm là gỡ gia ngã ý lặng ý thêm bồn dạ lọ hẹ ý bởi á hùng thứ nhu là gỡ sân nhiều lo lắng cái thứ này vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 9 năm 2024 tại Buôn Chuôi, xã Băng Ranh, huyện Krông Na, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ án hình sự, nạn nhân là mục sư Ipoy Ban. Trong khi ông đang cắt cỏ làm thức ăn cho bò và trong rừng thì có một toán những kẻ lạ mặt đi ngang qua mang theo những khẩu súng hình dáng như súng thể thao, cả hai bên đều nhìn thấy rõ nhau, rõ lẫn nhau. Sau khi nhóm những kẻ lạ mặt đi khuất thì có một tiếng súng nổ, mục sư Ipoy Ban bị trúng đạn vào cẳng chân phải, gia đình đã phải đưa ngay mục sư Ipoy Ban tới phòng khám của bác sĩ Lam, bác sĩ cha để cấp cứu, tra cứu. Sau khi làm các thủ tục, các thủ thuật bạp nhài, trong đơn thuốc đầu tiên, phòng khám này đã xác nhận rằng nạn nhân đã gãy xương chày, đi kèm một vết thương mặt trước cẳng chân phải với dị vật còn bị ghim lại trong đó. Một hình ảnh chụp được tại thời điểm đó còn cho thấy tình trạng chảy máu rất nhiều từ một vết đâm xuyên để lại một hốc lớn không lấp đẩy trên cẳng chân trông vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi trưng ra để tránh gây sợ hãi cho mọi người. Sessionen đọ dị vật nần như mạng Sessionen như lo lắng cho cô này. Các hậu quả trong mặt khách quan vừa kể trên đã đủ kết luận đây là vụ án hình sự rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe, tình trạng của con người và trật tự an toàn xã hội. Trong trường hợp này, nghĩa vụ của cơ quan điều tra thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk đã phải khởi tố vụ án để thực hiện các biện pháp điều tra theo nghiệp vụ. Khi có đầy đủ các căn cứ về người phạm tội thì phải tiến hành việc khởi tố hình sự với
những vụ can có liên quan, những vụ bị can có liên quan. Sân rơ bộ chi chàng lệ nần xin ngã lệ dọ chừng lệ lù chừng hồng thảo thể thảo bạ chù hùng nắm nạ nần lũ ra một gợi phùng doan gợi bù gì biết ra lệ bù lý tỉnh Đắk Lắc màu màu tùy tùa màu màu ngạn rõ hội bùi á như bao trẻ sẽ sân nần sân nhiều lo lãnh thưa cô này. Tuy nhiên vào ngày 30 tháng 9 năm 2004 có người thấy hai nhân viên an ninh thuộc công an huyện Krông Na lại đến nhà tìm mục sư Ipoy Ban. Do chân chưa lành vết thương nên mục sư Ipo đã không thể ra mở cửa gặp hai người này được. Hai viên an ninh đã đi quanh vườn nhà mục sư Ipoy Ban, nhà mục sư Ipoy Ban rồi ra về. Đây là điều không thể chấp nhận được, bởi lẽ hai nhân viên an ninh thuộc công an huyện Krông Na đã không thông báo cho chủ nhà biết mục đích của cuộc thăm gặp này là gì, ngay cả khi việc thăm gặp này là điều tra về vụ án thì đây còn là hành vi vi phạm pháp luật hình sự cũng rất nghiêm trọng, bởi vì cán bộ cơ quan an ninh cấp huyện không có thẩm quyền để điều tra các vụ án hình sự rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Sân rơ bộ lệ do bộ thao ở đằng nạ dình thao thể thao tùy xì lạch bên này sân dình màu đoà nhân viên an ninh ở huyện sân dình nào mất tí sang biện tả bộ sang gợi ý phôi bàn khoa phồn tố ý phôi bàn màu tùy nào bóc bằng phá ốc của dòa trường loạn sẽ sân yêu sệt nào rệ bồ giác lê nào bị lạ lăng bí nít nhọc mà biện tả này tùy xin rệ lăng như nào tìm hiểu lê gửi loạn chừng ngàn ân ý bồi ạ sẽ sân ẩn 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 yêu dình nạch phúng dân clean chát bài sẽ sân ẩn sân yêu lãi chúng tôi này. Chúng ta cũng cần biết rằng mục sư Ipoy Ban là một thầy truyền đạo Tin Lành. Hiện nay, ông đang sinh hoạt trong hệ phái Hội Thánh Tư Gia Độc Lập. Mục sư Ipoy Ban cũng mọi người trong hội thánh này đã nhiều lần gửi đơn tới các cơ quan chính quyền trong tỉnh Đắk Lắk để yêu cầu hướng dẫn họ sinh hoạt tôn giáo. Tuy nhiên, sau nhiều năm trôi qua, đơn từ của mục sư và mọi người vẫn không được giải quyết. Ngược lại, mục sư và mọi người còn thường xuyên bị các nhân viên an ninh triệu tập để khủng bố tinh thần. Họ cũng bị các nhân viên này cấm không cho sinh hoạt tôn giáo. Từ cách chính quyền Đắk Lắk đã từng hành xử trong quá khứ với những gì xảy ra với mục sư Ipoy Ban khiến cho những người quan tâm có đủ căn cứ để ngờ vực rằng rất có thể chính quyền các cấp ở tỉnh Đắk Lắk đã dàn dựng một vụ án giết người chỉ vì người đó thực hành niềm tin tôn giáo không theo sự định hướng của chính quyền. Trong trường hợp nhẹ hơn thì chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang làm ngơ hoặc đang cố tình dung dưỡng cho tội phạm lộng hành đe dọa đến trật tự xã hội và những người theo đạo Tin Lành Độc Lập. Sẽ xin lần xin được bố sân yêu dinh mô mọ răng ôi nục na yon clean tâm yêu rồng rõ này nục na yon clean tâm yêu ra lệnh ngạ tọ này ý bởi á sân lần biết tơ đà như mô mọ ra lệnh như mô bề ngạ chặt ô kỳ phôi bàn sinh á như đoan tâm cho bằng được như bề đó nên ra ánh sáng trước cung lý do mà bia đá này mò như tôi không thì bởi á lúc dân hút tầm ấy là người hot tầm bằng sân nhớ chi chàng lại nần rệ bù lây dân phim dìa rồi chinh lệ mồm mồm đê hóng đại sứ Việt Nam tỷ Thái Lan là cờ lưu a già tháng 11 ô thì bởi á như yêu cơ vết như hù dọa cơ
mục sư lu aya jing mục sư mong như nó mạng gỡ nó sang gỡ tục xin ngài nhung ạ có dọa gỡ đấu tranh nhân quyền bây giờ gỡ hơn dĩ dàng lấy nhu ngạ cỡ mục sư phùng mong ngạ chát của Việt Nam mong bẻ gật lâu lùi bầu chủ mò máu khai sinh mò màu hộ khẩu người vô gia cư người vô quốc tịch nhu ngãi bây giờ mất đọa nhiệm và quyền lợi trong xã hội Việt Nam xin nhé gỡ ur gỡ lên tiếng xin như lại y răng cơ thân nhân y tì Việt Nam xin yên này rồi này rệ bộ xin ngã xin nên nạc gỡ chính y quỳnh môn đáp tì Thái Lan mạng mà gỡ tì Việt Nam ngày 25 tháng 9 à đang nạc một thổ biệt bộ ở nên dinh công sản ở y lâu cầm nạc gỡ lệ dinh lệ xin ngã xin nên như nào thì nộp gỡ khắt rắc kì mô như nộp lũ hàm bạ chô yuân bà lô ai đi như gùi thao thể thao như dạ xin lẽ nắn xin ngã rồi tân nắn suy bẹ lẽ nhiều che khuất nhiều đi vắng nhiều nhiều nào có bươi lẽ xin một lẽ nạ thì chẳng gỡ xin nắn xin rớt bộ yên ngột xin nắn xin nhớ dình công sán như bao che như bèo dung dưỡng tội phạm xin nắn xin chí chàng lẽ nắn lẽ dân tin ngã này nhiều nào cơ bụt chạc gom là sai nhiều nào cả tuần bẹc mặt lẽ tỏ này nhiều nào cơ bụt chạc gom lẽ có bệ tị thao xin nắn một mò gom ô có lại lẽ sân nha ji chang lại nan re bu nuk na yon clean dok biram dok birai yu na de gan re sân tre bu ngo sanak sân nha bia da nyu mo dui hong dun ai oi kap lang sa sanan a sân tai mong ji la lom jum dai kau bim ni chak lu kap di mek sang lu sam lu dem rek niu tong bang ala char thalan ni te lo sam dang la chak lu Pul kru de ga tu mira le ke ran char wang bi ra ta mu kru pon pai da mi na ling kan na ram gang tim gum hon nui mu sa ram gang nu na bi ya lan pai sam kro nu mi na nu mi na lan ya bang chari de ga Here we go.